Xong, có công nhân á. Lụm một con cả nhà ơi. Cái này coi chừng cúp như mấy ai lại. Ủa vô mắt cả nhà. Ôi xong. Vô máy rồi kìa. Dưới đây. Hãy quay đi coi. Bự lắm không? Ôi ôi. Sao? Hay quá trời ơi. Lụp luôn. Ôi ôi. Lụm hết ba con luôn cả nhà. Đây con nè. Ba con anh em ơi. Trong đó đó. Trong đó đó, còn đó đó. Kìa nó nằm chứ. Ủa. Trong đó nó xong. Tiêu chạy. Ba cùng kia coi. Chưa quá. Chuyến ba con là con thử này cũng được coi. Bự lắm mà. Hay dữ chạy. Hôm nay nó chạy qua bên kia. Dính rồi. Ủa sao mau dữ vậy? Em đứng rồi thôi, sau lưng em thủ đâu có thấy con nào chạy qua đâu. Chính công ơi vậy. Kịp rồi. Vô ơi. Vô ở đây đi em. Chạy vô ơi. Bự không. Vô. Vô cả nhà ơi. Chạy vô ơi. Theo máy tiếng bên em kìa. Đi. Vô ơi, chạy vô ơi. Trời lấy mấy cái nhà chứ không phải chở đâu. Nãy giờ tay của mình bắt là nhiều nhất luôn á. Cái gì vậy? Chí cụ cái gì vậy? Chí cụ cái gì vậy?
chiếc cầu á, đứng lên chiếc cầu á. Chiếc cầu ơi. Hay dữ hả? Ơi. Rồi chút xíu con chó nó táp dính tao rồi. Chút xíu nữa trời. Chó bắt chuột hay đó. Theo miệng bên kia không có ai chưa kìa. Anh em với cụ bên kia rồi nè cả nhà. Chuột chắc không nhiều hung đâu. Ồ, tắn gì có chút xíu. Chút xíu. Kệ có lại vô hết à. Tắn một chút xíu. Sao đỡ chán vô, cụ kỳ lúa ông đi. Chán kỳ lúa luôn á. Sao ấy mà ổi nó không nhìn sao? Kệ xuống. Kệ xuống đất á. Dằn lại là chuột có nhiều vô hết nhiều chân cái gì. Chuột chuột chắc không nhiều đâu. Giữ nha ơi. Vô coi trời. Ủa giữ cái tại. Thấy à. Cắn đầu xong. Cái giọng vậy thôi.
Dạ. Hàng hả? Hai lúa miền Tây không? Ê, bên đây nè. Cống này bự không anh ơi, đây. Bự không? Hồi nãy chứ còn lứa không biết phải đó không à. Chuột với cừu không nhiều đâu. Tạc ra nãy nhiều lắm. Công nha, công cái sao? Đi, dưới này đẹp ơi, hay quá đẹp ơi. Dưới này đẹp ơi. Hay quá đẹp ơi, chà bá luôn cả chà ơi. Ủa, nó bự đi. Chà bá nạn luôn. Kìa. Tầm mắt được đúng không các bạn ơi? Dưới đây. Con hồng. Mày kìa. Tới đi. Hay rồi. Xong. Lụm luôn cả nhà ơi. Tạc trơn à. Ờ cũng nhiều ghê kìa. Ba con hả? Bốn con. Chị cái chú vô dâm á. Sao qua lộn con mày không nhôm vậy? Nó phản lại. Đâu vô đây đâu. Điện nó chạy bọc hậu trời. Hay quá anh em ơi. Hai con cống coi nha. Hai con nhôm rồi. Hai con, hai con. Làm ngay luôn nha anh hai. Ừ, gian thủ. Ừ. Quá sướng cái nhà ơi. Nguyên cái cánh đồng này còn có miếng lúa này à cả nhà. Còn bên kia người ta cắt hết rồi. Có chút gì đây nè. Có bà xong chơi kìa.
chạy qua lại ơi. Bự không? Anh em chụp mà chạy lên hỗ trợ liền đi. Chạy tiếp lại anh liền. Em nó mới còn bỡ ngỡ thôi nha, có gì mình nói. Và xong nằm trên máy cắt. Giang kiếm không nhầm nữa điện. Nãy chụp thấy bay nằm đèn không nhầm luôn chứ. Ừ, ok. Kìa, kìa. Chúng đây nè. Nó dậy đây. Đi đâu? Đằng kia. Đằng kia lại. Đi lại 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 cục cự đó lại. Cục cự lại coi chừng lại. Chưa vô mà. Có đó anh em, lại. Lại. Đi. Công á. Sao? Công. Lại, thủ lấy con. Thôi làm cống là lúa rồi, sợ cái này. Có anh tay một rồi. Bung bung ra cho tạt ra mới được. Xong, xe máy đi. Thank you.
sao bay. Đúng rồi. Lần này chắc bắt con cống này không được quá. Lần này ông cắt kỹ quá. Ngang rồi quay pin không nhiều không đi bọc khẩu rồi tạt nó rồi. Sâu kìa. Dính cống sâu rồi.
vô con kìa. Bao nhiêu anh em ơi? Cái nhà nguy hiểm quá. Vô coi nè. Vô coi nè. Vô. Vô ngã mép tiêu tao chứ hả? Gì vậy? Mở bắt nhái gì trời? Cái con hỏi trời ơi trời chuồng thả đi chứ. Kỳ hả? Con ba con hả trời? Ra nó bắn ơi! Đó trong đó còn đó. Ờ chuột nó tạt nó tiêu trơn rồi. Cái này đỡ hơn 3 con. Này được 6 con, 5 con rồi. Có mấy con trận? Giọt nè. Hay quá Sâm ơi. Đụm luôn. Hay quá Hữu ơi. Mình móc đường con. Xa dạc kìa anh em. Không xa dạc rồi. Sót con nào không? Có chua lâu kẻ không anh em? Chạy được đi được về ông nội. Chạy cái được đi được về nè. Nó chạy ra đụng bên sát cái bình á. Dạ bá luôn cả nhà ơi. Được đi được về. Nó đụng cái bánh xích vào cái bình kìa. Nó nhậu ra. Dạ bá luôn cả nhà ơi. Chặn một cái chớ lên liền chạy. Có chạy nữa cho coi. Săn quá trường luôn rồi. Xong chụp dính lên giường luôn cả nhà ơi.
gì vậy? Chạy ơi. Chưa rồi. Hết hồn chim. Chim làm hết hồn à. Sao? Đi, dưới đây là đồ gối đó, đồ gối. Dưới đây đó. Hay có điện ơi. Thế nào ông tạt trước kia nữa.
mấy chục kiếu này về máy luôn à. Đứng xong rồi. Ra đây xong. Ra ngoài sao? Lắm con luôn kìa. Quá trời quá đất rồi. Chưa chạy vô con nào chưa á? Có đây con nào đâu? Đó. Móc rồi sao đó nghe không? Hai con. Sao dính rồi nữa hả? Đất kìa. Sao không thấy chưa hả? Nó vô vô không hả? Còn không? Hết chưa? Trời cụ gì hiến với ba con. Mẹ ơi, còn sống kìa. Xong không chụp nó vô hang nè.
Hay xong nó không chụp tới ra vô hang này nè. Nãy giờ mình hủ bắt nhiêu rồi cả nhà. Lắm mà nghe. Có chục làm quà đi Trà Vinh rồi. Anh em cố gắng bắt mới đi Trà Vinh làm quà cả nhà ơi. Vòng vòng vòng. Ở nhà mình còn mấy con cống nữa nha. Ba bốn con gì nữa. Quá đã. Quá im quá im. Giọng mới luôn nha cả nhà. Quá đã. Chút vô rồi. Chơi cắt ngang chạy. Ừ, giờ sao chụp? Hồi qua bị xong quất liền. Trời ơi là trời nó bự. Thôi đi. Thôi đi đi. Đừng vô đó, đừng vô trong lại đó. Trời ơi. Chạy kìa. Đất bà ơi. Đèn ơi. Dính đều đèn. Hay quá. Dữ lắm chuột kêu qua đi. Dữ lắm chuột kêu. Chuột kìa. Hay quá. Lắm chuột kêu. Đâu tiêu rồi. Thôi sao hổ. Thôi vậy sao không cống á.
Không. Trời ơi, trời ơi, chụp cái gì vậy trời? Vô được kìa. Cái gì vậy? Hù, chụp gì vậy? Dưới đôi tay. Nó tạt rồi đó. Ôi, trời trời, nó mập con nậu luôn. Đúng rồi, thầy cưng. Trời ơi, bỏ túi bự đi, không, đẹp hai chụp đi. Đưa ra ai cầm kìa. Công bự không? Con cống nó ghen con ngồi. Công nhập á. Mấy ông dằn sao lọt cái lưới vô này nè, chú ra nè. Không đích nó rồi. Dưới đây là điện. Hay quá điện ơi, bắt xong rồi. Còn không chấm bự lắm, mất tiêu rồi. Trời ơi, hết hồn à. Đứng đâu ạ, đây mà đứng đâu, hỏi nó kìa. Cái giao thông, cái kia kìa, cái sau. Cái kia kìa. Bạc rồi. Tao chạy qua sau. Bạc rồi. Dữ lắm nhiều, miếng lúa này dữ lắm nhiều chuột kìa. Get out!
kìa, đi đâu? Ơ, đây, 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 hay quá lại ơi, ơi, vô, ra kìa, đưa chân hụ đi, đưa chân hụ kìa, anh hai kìa. Đưa cho anh hai kìa. Anh hai kìa. Ờ, nó vô dữ lắm mà kìa. Ôi. Đi đâu? Lắm mà nhảy rồi. Còn còn nữa đó. Đây nè. Đây đây đi. Ây da. Ây da. Ây da, vô vô luôn. Vô luôn. Đi. Em coi chú ơi. Chị không biết được dính luôn rồi. Đi chi. Vô rồi, vô rồi. Lủng lủng rồi dạ. Em mà ổng có nhận thuốc đâu. Đó, đó, đó. Trời ơi, chạy nát trời ơi. Vậy đâu? Vậy đâu? Trời ơi, vô trời. Ờ, có mấy con rồi, ơi. Chạy kìa. Kìa, lại. Vậy đâu lại. Lụm luôn lại ơi. Ôi nó mập má ơi. Mấy ông chơi với cụ không cho tao bắt hết trơn, tao không không. Hết rồi anh em ơi. Chín luôn. Hay quá điện ơi. Con nào? Ồ, tăng một cả nhà. Ôi ôi ôi.
dưới cù nha cả nhà, nguyên một đội dưới cù luôn. Bên đây anh em lúa, bây giờ mình ra ngoài để tổng kết thành quả của mình nha. Bữa nay cắt có 10 công rồi cả nhà. Bữa nay bắt giữ lắm nhiều luôn nha. Chút xíu nữa mình sẽ cho ông chủ đất một ít. Tạt. Sao có cá không? Sợ cắt xác quá nó vô ngàm nó nhai luôn rồi đó. Thôi gửi anh em mới ăn nha. Tụi em về chuẩn bị để đi Trà Vinh. Dạ. Mình cái đội mình là nhiều nhất luôn á, nhiều hơn chí cừu luôn á. Con là đủ rồi, nhiều rồi dữ hả, như các bạn thấy bà rồi. Nè, hai ba con nó đi lâu ăn bữa đi. Ừ. Đây là ông chủ đất nha cả nhà, ông anh. Đây cả nhà. Mấy em đi ấy nữa, đây luôn rồi. Đi ấy nữa. Đây, bây giờ mình sẽ về cả nhà. Nhiều hơn cấp đôi với cụ. Thôi bây giờ anh em mình về nha. Chúc cả nhà có vui vẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người.